những sao Việt chấp nhận bỏ chồng bỏ vợ để theo đuổi nghệ thuật. Đây chính là những sao Việt mà niềm đam mê nghệ thuật bên trong họ vô cùng lớn lao. Họ sống trọn vẹn cuộc đời cống hiến cho sân khấu và khán giả. Thanh Hà, mới đây trên sóng truyền hình của game show, Thanh Hà bất ngờ tiết lộ về chuyện tình cảm gia đình với nhiều thông tin khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Theo đó, cô đã chia sẻ về những mối tình quá khứ và nguyên nhân dẫn đến chuyện hôn nhân tan vỡ. Người đầu tiên của nữ danh ca là một anh nhạc công nghèo, họ yêu nồng nhiệt nhưng rồi cũng chia tay vì anh luôn khiến cô sợ mỗi khi anh nổi nóng. Đến năm 28 tuổi, ao ước về một tổ ấm trọn vẹn của Thanh Hà thành sự thật khi cô lập gia đình với một nhà địa ốc giàu có. Thế nhưng cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng đổ vỡ vì Thanh Hà quá tham lam, vừa muốn có gia đình nhưng vẫn muốn làm ca sĩ. Thanh Hà quyết định ly hôn với chồng khi con gái chỉ mới 17 tháng tuổi. Cô nghẹn ngào, một người dù có yêu mình đến bao nhiêu cũng có thể bỏ mình bất cứ lúc nào, nhưng âm nhạc thì không, tôi đã chọn âm nhạc và có lỗi với gia đình. Hiện tại Thanh Hà không còn nhiều niềm tin vào hôn nhân nữa nên cô cũng không có ý định tái hôn. Thời điểm này, nữ ca sĩ đang hẹn hò cùng tình trẻ tên Roland, anh kém Thanh Hà 12 tuổi. Được biết, Roland ít nói nhưng là người tinh tế, anh lẳng lặng chăm sóc bạn gái từng chút một, khiến không ít người chứng kiến cảm thấy ganh tị với hạnh phúc của cặp đôi. Đàm Vĩnh Hưng, ở độ tuổi 45 vẫn chưa lập gia đình nên có không ít người luôn băn khoăn về giới tính thật của Mr. Đàm. Nhiều khán giả từng cho rằng Đàm Vĩnh Hưng là một người đam mê ca hát, có thể vì anh chọn sự nghiệp nên đã gác chuyện tình cảm riêng tư lại. Chính ông Hoàng Nhạc Việt cũng thừa nhận sự nghiệp là chuyện quan trọng cả đời của anh. Chứng minh cho câu nói của mình, trong một lần trả lời phỏng vấn, Đàm Vĩnh Hưng gật đầu thừa nhận tin đồn anh có con với một fan nữ người Mỹ. Dư luận càng sửng sốt hơn khi nam ca sĩ khẳng định mình đã lựa chọn bỏ con vì sự nghiệp. Anh chia sẻ, lúc anh hay tin người con gái đó có con với anh chỉ khoảng 23-24 tuổi và sự nghiệp của anh mới vừa chớm nở. Khi Mr. Đàm tiếp tục sự nghiệp ca hát thì cô gái đó lại lấy con ra như thể làm con tin, ép anh lựa chọn hoặc là theo cô sang Mỹ hoặc là ở lại Việt Nam và anh sẽ mất đứa con. Trong hoàn cảnh đó, anh đã lựa chọn sự nghiệp và từ bỏ cả hai mẹ con cô tại Mỹ. Anh kể tưởng tượng, lúc đó cô ấy đang ở trong bệnh viện và đặt câu hỏi yes hay no. Và Hân nghĩ yes hay no, đâu nói đi Mỹ là đi ngay được đâu. Hân đã nói no, Hân sẽ chọn sự nghiệp. Vì sự nghiệp không thể kiếm một lần mà có được, nhưng con thì Hân sẽ có được bằng cách này hay cách khác. Theo đúng nguyện vọng của gia đình, Quang Lê phải một mình bay từ Mỹ về Việt Nam để chuẩn bị làm đám cưới với một vị nữ đại gia giàu có thời bấy giờ, sau sự thấp đặt của ông bà ngoại. Khi trở về Việt Nam, mọi việc đã hoàn toàn được chuẩn bị chu toàn, nên Quang Lê buộc phải thực hiện đám cưới này với vợ của mình. Quang Lê chia sẻ, đến ngày cưới thì ngọn lửa đam mê ca hát trong tôi bỗng bừng cháy. Tôi chợt nghĩ, mình không thể sinh con và nuôi con vào lúc này được. Thế nên, tuy tôi chấp nhận cưới, nhưng vẫn giữ sự chín chắn cho vợ mình để sau này cô ấy tiếp tục đi lấy người khác. Ngay sau đó một năm, Quang Lê quyết định ly hôn để tiếp tục thực hiện đam mê ca hát của mình. Anh muốn một mình có được khoảng không gian tự do để thỏa sức thực hiện đam mê cũng như hoài bão của mình. Sau này, anh tiếp tục hẹn hò với nữ diễn viên người phán xử Thanh Bi. Cả hai từng làm người hâm mộ xôn xao vì những bức hình ảnh nóng của hai người. Nhưng chẳng được bao lâu, cặp đôi này cũng chính thức đường ai nấy đi. Theo như Quang Lê, anh giải thích nguyên nhân tan vỡ vì họ quá bận rộn công việc, không dành thời gian cho nhau. Riêng Quang Lê đi nước ngoài bay show khá dày nên có ít thời gian dành cho bạn gái. Huy Khánh, năm 2005 khi mới chân ướt chân ráo vào showbiz, Huy Khánh quyết định đám cưới với nữ danh nhân Hoàng Anh sau thời gian quen biết vỏn vẹn 3 tháng. Khi đó Hoàng Anh đã 35 tuổi và có 2 con và Huy Khánh chỉ mới 24 tuổi. Sau đám cưới, nam diễn viên cho biết ngoài thời gian đi diễn và đóng phim, anh dành thời gian ở nhà để chăm sóc vợ. Hoàng Anh cũng hết lời ca ngợi chồng biết yêu thương, chân thành và quan tâm vợ. Thế rồi được 3 năm, đến năm 2008, Huy Khánh úp mở rằng anh đang ở đỉnh điểm say nghề và không có thời gian dành cho gia đình. Anh cũng chia sẻ rằng anh sẽ lựa chọn công việc chứ không chọn gia đình. Câu nói đó đã khiến người vợ rất buồn. Hoàng Anh cho biết, vào thời gian nói trên, khi Huy Khánh nhận được giải diễn viên xuất sắc tháng 12-2008, anh phủi bỏ gia đình. Sự kiện này khiến mẹ con Hoàng Anh chao đảo trong một thời gian. Cuối năm 2009, cuộc tình chênh lệch từng đẹp như mơ của vợ chồng Huy Khánh, Hoàng Anh kết thúc. Sau khi chia tay, Huy Khánh bén duyên với Mạc Anh Thư vào năm 2010. Bằng tình yêu thực sự, mỹ nhân gốc Trà Vinh quyết định có con với Huy Khánh khi cả hai chưa làm đám cưới và chỉ mới đăng ký kết hôn.
Từ ngày sống với Mạc Anh Thư và con gái, Huy Khánh cho biết anh nhậu nhẹt la cà cũng ít đi. Nếu có cũng không về sau 12 giờ đêm, chính vợ và đứa con đã biến anh trở thành một người khác. Xót xa cảnh sao Việt vẫn diễn hài ca hát khi người thân qua đời. Đằng sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng là những giọt nước mắt đau thương của các nghệ sĩ mà không phải ai cũng biết. Có nhiều nghệ sĩ mặc dù nghe tin người thân qua đời, nhưng họ vẫn phải nén đau thương để hoàn thành công việc, làm tròn trách nhiệm của người nghệ sĩ ngay cả khi đang đứng trên sân khấu. Kim Tử Long, nghệ sĩ Kim Tử Long có những chia sẻ về một câu chuyện buồn ít biết về ngày trong ngày đám tang mẹ ngày trước. Anh tâm sự, vào năm 2000, trước đó thì tôi có nhận show diễn, mẹ tôi mất, tôi ở lại nhà 3 ngày, được 2 ngày thì bầu show điện thoại liên tục, nói không đến người ta sẽ đập đồ, tôi phải đi hát, dù trong ngày đám tang mẹ, tôi mặc nguyên bộ đồ tang, đến nơi thay cái áo vest là hát. Tôi cũng như các bạn hiện tại chỉ biết rằng bước lên sân khấu là tôi hát bằng cả trái tim, niềm đam mê của mình. Đàm Vĩnh Hưng, cách đây không lâu, giữa lúc Đàm Vĩnh Hưng tổ chức buổi ra mắt MV kết thúc để bắt đầu cùng ca sĩ Dương Triệu Vũ, anh nhận được tin từ gia đình rằng mẹ lớn qua đời. Mặc dù vậy, Mr. Đàm vẫn tươi cười rạng rỡ với các fan, nén đau thương trong lòng. Người mẹ qua đời của Mr. Đàm là vợ cả của bố anh. Dù không phải mẹ ruột, nhưng sự ra đi của bà cũng để lại một nỗi đau lớn với nam ca sĩ. Sau buổi giao lưu với người hâm mộ, Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng di chuyển xuống Hóc Môn để chịu tang mẹ. MC Đại Nghĩa. Theo như MC Đại Nghĩa chia sẻ, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nghề từ trước đến giờ của anh chính là thời điểm bố anh mất. Theo như anh giải bày, buổi sáng đi quay phim thì buổi trưa mẹ đã gọi điện báo bố đang hấp hối, nhưng tôi không về được. Không thể lấy lý do cá nhân để bắt cả đoàn phim từ Hà Nội vào phải đợi mình, nên tôi phải nén lòng cắn răng, ở lại mà làm cho tốt công việc. Nhưng khi người thân đang hấp hối mà phải diễn hài, làm vui là điều vô cùng khủng khiếp với tôi. MC Đại Nghĩa còn nói thêm, giữa lúc bố nằm viện trong từng hơi thở cuối cùng mà mình không về được, lại phải cười tươi nói vui vẻ, nên tôi giằng xé dữ lắm, cảm thấy vô cùng nghiệt ngã. Cho đến khi chịu tang bố xong, Đại Nghĩa cũng phải nhờ một người em họ đứng ra trả lễ cho họ hàng, bạn bè vì anh phải quay lại công việc ngay lập tức. Ốc Thanh Vân. Ốc Thanh Vân cũng rơi vào hoàn cảnh người thân qua đời, nhưng cô không thể ở bên cạnh vì lý do công việc. Bốn nữ diễn viên ra đi trong lúc cô đang ghi hình, dù vội vàng trở về nhà nhưng không kịp nắm tay bố trong giây phút cuối đời. Ốc Thanh Vân nhắn bố rằng ông hãy yên tâm bởi cô sẽ tiếp tục sống tốt lo cho gia đình và các con. Cô là một người phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ để có thể vượt qua được nỗi đau này. Nghệ sĩ ưu tú Kim Phương. Nghệ sĩ Kim Phương cho biết cuộc đời bà có quá nhiều chuyện đau lòng nói tiếp nhau. Tham gia chương trình Hát Cùng Mẹ Yêu năm 2016, nghệ sĩ Kim Phương kể, cách đây 42 năm, vào đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán, khi tôi đang biểu diễn trên sân khấu, thì đứa con trai thứ hai qua đời vì bệnh. Đang trong lịch diễn phục vụ bà con dịp Tết, nên tôi phải nuốt nước mắt để hoàn thành vai diễn. Cũng trong chương trình Hát Cùng Mẹ Yêu số Tết 2017, chồng cũ của nghệ sĩ Kim Phương mất ngay khi bà và con trai đang diễn trên sân khấu. Hai mẹ con vẫn phải cố gắng hoàn tất vai diễn trong vui vẻ, rồi mới chạy về nhà đưa tiễn ông. Tám sao Việt mông lép nhưng đàn ông vẫn mê mệt vì mặt quá xinh. Dù vòng 3 không được hoàn hảo, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt của các sao nữ này cũng đủ khiến gánh mày râu đổ gục. Dù tiêu chuẩn ngực nở mông cong vẫn luôn được các ngôi sao theo đuổi, thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được. Các sao Việt dưới đây, dù không có thân hình hoàn hảo, nhưng gương mặt xinh đẹp của họ có thể đánh gục bất kỳ người đàn ông nào ngay lần đầu gặp mặt. So với ngực và eo, mông của Miu có phần hơi lép vế, nhưng mỗi khi nhìn vào Miu chẳng ai chú ý đến nhược điểm này của cô mà chỉ quan tâm đến gương mặt. Nhiều năm gia nhập showbiz, Miu vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung dễ thương của mình. Bình thường không sao, nhưng hễ mặc quần bó, Minh Hằng lại để lộ khuyết điểm mông lép của mình. Nhưng có lẽ Minh Hằng cũng chẳng sợ khán giả quay lưng với vòng 3 kẹp lép nhờ ngoại hình dễ nhìn. Chibu những ngày đầu bước chân vào showbiz khá giản dị, vòng 3 của Chibi thời điểm đó cũng không có gì nổi bật. Sau đó ý thức được vẻ đẹp của mình, nữ diễn viên cũng ra sức tập gym để vóc dáng như hiện tại. Từng bị chê lép thậm tệ, nhưng hiện tại Hà Hồ đã khắc phục được điều đó. Vòng 3 căng tròn của Hà Hồ khiến nhiều người ghen tị. Dù là siêu mẫu nhưng khi diện một số loại trang phục, nhiều người cũng phải lắc đầu. Vậy mà chỉ cần quay mặt lại với cái mày râu cũng khó mà rời mắt. Võ Hoàng Yến cũng giống như Thanh Hằng, sở hữu một vòng 3 khá khiêm tốn.
Với phong cách trang điểm độc đáo, Võ Hoàng Yến còn khiến khán giả ấn tượng hơn là chú ý đến nhược điểm của cô. Lan Khuê nổi tiếng có vòng ba khiêm tốn ngay từ khi cô còn đi thi Hoa hậu Việt. Thiếu sót một điểm nhỏ nhưng Lan Khuê lại được đánh giá có phong thái rất sang trọng. Không chỉ Lan Khuê, học trò của cô Tú Hảo cũng có sở hữu một vòng ba khá lép. Tuy nhiên điều đó chẳng ảnh hưởng đến con đường trở thành quán quân The Face của cô. Hoa hậu Đặng Thu Thảo được yêu mến bởi khuôn mặt khả ái, tuy nhiên số đo vòng ba của người đẹp lại không mấy hấp dẫn. Chính vì thế, ở một số sự kiện cô vẫn phải cần sự trợ giúp của quần đội mong. Chỉ cần gọi cô bằng danh hiệu thần tiên tỷ tỷ là đủ biết không cần vòng ba hoàn hảo, Hoa hậu Thu Thảo cũng khiến cánh mày râu xinh chết.